xin mời các bạn cùng nghe bản song ca đặc biệt giữa giọng ca Trường Vũ và Như Quỳnh với ca khúc Không Giờ Rồi, rất quen thuộc. Các bạn đang nhìn thấy trước mắt là cặp loa Pioneer HPM60 tuyệt đẹp 4 đường tiếng giá 16 triệu đồng. Được kết hợp với âm ly Luman 309 và chế độ CD cao cấp, đó là CD Denon 1500RE 3-1, vừa chạy CD, vừa giải mã, vừa USB. Chiếc đầu CD có giá 20.500.000 đồng. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để liên tục nhận được những video bổ ích, có thể mua được những sản phẩm với mức giá rất hợp lý. Rồi anh biết chưa anh, sao anh còn thao thức trong đêm. Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé bạn thấy tổng thể thì âm thanh nó rất hài hòa, các giải âm bass của nó sâu lực, tiếng mid nổi, và các bạn thấy là âm thanh thì cực kỳ trong trẻo rồi, nhờ khả năng kháng nhiễu cực tốt. Các bạn đừng quên là chiếc đầu CD Denon 1500RE này nó có khả năng bung beat là 32 beat. Cho nên các bạn thấy là nó sẽ không bỏ sót bất cứ một cái beat nhạc nào được trích xuất từ đầu CD, từ đĩa CD. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
xin chào, tạm biệt.